Ơi, xin chào tất cả người và chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. Trước khi bắt đầu clip leo danh thì mình xin nói về một chút chuyện ở bên ngoài lề. Hiện tại anh em thấy mình thấy đây là tài khoản Facebook nhá. Và mình thông báo với anh em luôn, rất là may hôm nay thì mình đã nói rồi. Mình có một cái điều ước đó là lấy lại được tài khoản Facebook cá nhân. Và chính ngày hôm nay 12 tháng 7 thì Facebook đã mở lại cái tài khoản Facebook cá nhân của mình rồi. Và đây là Facebook chính thức của mình anh em ơi. Facebook từ trước đến nay nó bị khóa 2 ngày. Và hôm nay thì nó đã mở trở lại đúng vào cái ngày sinh nhật của mình. Thật sự đây là một món quà rất ý nghĩa đến từ Facebook. Nếu mà anh em nào là fan chân chính hoặc là anh em nào yêu quý mình chẳng hạn này, thì có thể ấn qua Facebook của mình để có thể là tăng độ tương tác đối với mình. Căn bản là trên Facebook cá nhân mình thì mình sẽ tương tác tốt hơn với anh em. Và anh em thể nhìn thấy nha, làm sao để biết được, phân biệt được cái tài khoản nào là tài khoản chuẩn xác nhất, không phải tài khoản fake. Hiện tại anh em thể nhìn thấy đây là cái giao diện của cái Facebook của mình. Đó, anh em kéo từ đầu đến xuống cuối này. Đấy, và anh em thể nhìn thấy là có một lượng người theo dõi bây giờ. Thật ra thì cũng gần 12.000 người theo dõi. Cái con số này nó cũng không gọi là to tác gì lắm đâu. Anh em chỉ cần kéo xuống đây và có rất là nhiều ảnh rồi đủ kiểu mình up trên này. Thật ra thì Facebook cá nhân mà đây là một cái nơi riêng tư, nhưng mà dù sao thì mình cũng hay trò chuyện với anh em trên này. Đó, có những cái thông tin thì mình đăng clip và mình đăng những cái đường link chia sẻ lên đây. Đó. Và cái clip này mình chỉ có đính chính với anh em một điều là hiện tại mình đã mở được Facebook cá nhân và mình đang xài tài khoản này. Anh em nào nếu mà quan tâm thì có thể ấn qua vào cái đường link nhá. Đường link Facebook của mình thì mình sẽ để lại dưới phần ghi mô tả, kèm theo là ở dưới phần bình luận. Anh em có thể ấn vào qua đấy để có thể chắc chắn hơn. Đấy, để có thể là không bị lừa đảo, không bị lừa gạt với những cái tài khoản fake khác. Đây là tài khoản chính thức của mình nhá. Đó, để tránh trường hợp anh em yêu quý mình nhưng là lại bị những cái người khác gọi là dùng tài khoản fake để lừa đảo. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ vào một trận đấu danh cho anh em luôn. Hey, xin chào tất cả người, mình đã quay trở lại bán hại hơn xưa. Hôm nay thì mình sẽ làm clip đối với vị tướng Arduin, một trong những vị tướng được coi là gần như bị lãng quên trong League of Legends. Bộ trang phục cận vệ hoàng gia, bộ trang phục bậc A và cũng như là leo danh kim cương kèm theo các trang bị cho vị tướng này trong một trận đấu nha. Thật ra tại sao mình lại làm clip đối với vị tướng này? Mình đã nói rồi, hiện tại những vị tướng nào bị quên lãng thì thường thường anh em không biết về sức mạnh của những vị tướng này. Mình thử test xem là trong một trận đấu danh khắc nghiệt xem là vị tướng này nó có tỏa sáng và có mạnh hay không. Đối với anh em biết vị tướng Arduin chúng ta khả năng đỡ đòn rất tốt và khả năng chống chịu. Kèm theo bộ kỹ năng của vị tướng này, chiêu cuối hồi cực kỳ nhanh. Đây là một cái điểm lợi, một cái ưu thế khi mà anh em chơi vị tướng này. Và mình cũng không biết là anh em có mua vị tướng này nhiều hay chưa. Đấy, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì anh em có thể mua nhá. Đó, một trong những vị tướng khả năng solo đường kinh công rất tốt. Trong trận đấu này mình sẽ solo đường kinh công với phép của trợ đó là bộc phá. Anh em thể nhìn thấy qua đội hình team mình thật ra thì cũng rất là trâu bò, có Malok, có Arduin và kèm theo một bé Alice nữa, đấy là trợ thủ. Và Violet xạ thủ, Karisi đó là pháp sư, một đội hình rất chuẩn, mỗi tội là thiếu sát thủ thôi. Đúng thật là thiếu mỗi sát thủ anh em ơi. Dù sao thì không quan trọng, trong trận đấu này nếu mà cần bảo kê được xạ thủ thôi thì tuyệt vời. Ok, và trận đấu rồi, mình sẽ lên khu vực đường kinh công nha. Bạn Malok ơi, về cho mình lên đường kinh công nào. Và đầu tiên thì mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong ngày hôm nay mình đã nhận được rất là nhiều lời chúc mừng, thực sự là rất là nhiều những cái lời chúc mừng sinh nhật của anh em. Không biết nói gì hơn nhưng mà mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng thực hiện được, sản xuất được ra những cái clip chất lượng hơn để dành tặng đến mọi người, không phụ lòng mọi người mong đợi. Đó, bây giờ thì sẽ lên đường kinh công và farm nha anh em ơi. Ui, béo. Trời ơi, béo ơi, lạc trôi cái gì vậy? Đấy, team bạn có gọt rách nên khó chịu thế đây anh em ơi. Ném tôi đi nào, chiếm tôi đi nào. Trong trận đấu này mình cũng phải solo với sát thủ Ari nha. Thật ra thì nếu mà nói về khả năng Ari với Arduin thì nói chung thì trình độ kỹ năng thì người theo trình độ kỹ năng thôi, thắng bại tại kỹ năng mà. Solo với, chứ còn mình mà nói chất tướng Ari mà thua Arduin thì nhiều anh em lại không thích cái điều đó. Vậy nên là thôi nha, mình sẽ nói thẳng luôn, nếu mà anh em chơi tốt những vị tướng này thì có thể đè lên tốt nào anh luôn này. Trời ơi, nào thì ất ui, tốc biến sớm vậy. Mình làm thì có kỹ năng gây sát thương nhiều đâu, sao bạn tốc biến sớm thế? Vị tướng Arduin chúng ta thật ra có 3 kỹ năng, có 4 kỹ năng nha.
Tại vì sao? Cái kỹ năng thứ tư là kích hoạt từ chiêu thứ nhất. Kích hoạt lần hai từ chiêu thứ nhất, anh em thể nhìn thấy đấy, mình sử dụng chiêu một vào cái con quái thì nó không có kích hoạt, nhưng mà khi mà anh em sử dụng chiêu một vào tướng địch thì nó sẽ kích hoạt nha. Đấy là một cái ưu thế mà anh em cố gắng làm sao đấy tận dụng đấy chưa. Kích hoạt này, kích hoạt là sao? Nó sẽ dậm xuống đất và làm choáng mục tiêu, kèm theo lập tức nó sẽ hất tung mục tiêu lên nha. Đấy, nhưng mà con chim này thì không thể hất tung được rồi anh em ơi, chim mà chim cứng cáp làm sao mà hất tung được. Ok, đi vào đây cướp này bạn. Thật sự solo với vị tướng này anh em chỉ cần sử dụng mỗi cái chiêu thứ hai bút giáp là không phải lo, không việc gì, vấn đề gì lo hại cả đó. Rồi anh em thể nhìn Ari nhường thế trận solo đường với mình, không dám lên solo luôn. Rồi trang bị thì mình sẽ cố gắng trong trận đấu này tập trung farm là chính thôi, và trận đấu này hiện tại thì mình đang thua mất 2 mạng rồi. Giao tranh khá là to ở khu vực đường dưới, các bạn cứ đánh nhau từ từ thôi, làm gì vội, tập trung farm đầu game nào. Mình sẽ ra khu vực đường giữa đây này, ra đây đết trụ hộ nha, và chiêu cuối thôi. Cái chiêu cuối vị tướng này mình đã nói rồi, nó hồi cực kỳ nhanh và gây sát thương lớn, kèm theo giúp cho vị tướng Adrien chúng ta cơ động hơn đấy. Và khi mà chơi vị tướng này, nếu mà anh em tin tưởng thấy thật sự thì như một huyền thoại, Adrien của chúng ta không khác gì một chiến binh cả đấy, nhìn rất là dũng mãnh, có một cái giải giải khăn đằng sau và cũng như là đội giáp, mặc giáp riêng, thật sự là nhìn rất là bá đạo luôn đấy. Rồi, ngoại hình không đến nỗi xấu xí, nhưng mà tại sao anh em không chơi nhiều, đấy là một cái lý do mình khá là phân vân đấy. Thật sự sức mạnh của vị tướng này rất là bé ấy chứ. Tại vì sao anh em nói là thế sao mình không chơi vị tướng này nhiều đi? Tại vì do là mình có lý do mà, mình phải làm clip rất là nhiều, vậy nên là mình phải làm clip rất nhiều tướng, nên là mình không thể chơi được vị tướng này thường xuyên, thấy chưa? Thấy sức mạnh vị tướng này khỏe thì mình giới thiệu cho anh em thôi. Ok thôi, có lẽ giúp tôi không thể chơi được với Ari. Chị Ari chơi trong trụ thì hơi bị khó khăn đó. Trang bị cho vị tướng này anh em thì nhìn thấy là mình lên toàn đầu thủ, người ta gọi là full thủ luôn. Căng vậy, cái gì vậy? Bật chiêu thứ hai, trời ơi, bật luôn chiêu cuối, căng đét. Thôi, xịt. Cái này mình phải ôm trụ rồi, team bạn muốn cố gắng ép trụ thì phải. Đấy, vào đây tôi chấp hết cả bầu trời. Ari vào đây. Ui, định băng trụ qua, vào đây này, băng trụ này. Ui, băng trụ thật anh em ơi, sợ thật. Ok, mình chiêu cuối này, đấy chưa, đập mặt, sấp mặt chưa. Wow, một mạng rồi, một pha xử lý kém có phần khó hiểu đến từ Ari, và mình đã có thêm một mạng nữa. Trang bị anh em thì nhìn thấy là mình lên áo tràng thần da, giày kim cương nha, áo choàng băng giá, khuôn trưng choi, giáp thống khổ và huyết giáp. Đây là các trang bị full thủ, có cả kháng phép, có cả giáp luôn. Anh em thì nhìn thấy cho team bạn kể cả pháp sư hay là xạ thủ, sát thủ, gọi là đánh thoải mái. Trời ơi, một năm rồi, lag đây, lag này. Ê, ăn quá anh em ơi, thôi hết lag rồi, đừng có lag nhá em buồn lắm. Trời, khổ lắm, dạo này chơi game gì mà toàn lag thôi anh em ơi. Rồi, hiện tại 1-6 rồi. Các bạn muốn đánh nữa hay không vậy? Trời đất ơi, anh em thể nhìn thấy là ui, xạ thủ team bạn 401 theo nát kìa, thì đỡ sao. Trời đất ơi, tập trung farm đi nào. Thật ra thì nếu mà gặp những cái trường hợp như thế này, mình đảm bảo anh em một điều, rất nhiều anh em nản luôn, anh em nói là thôi gờ rồi đủ kiểu, không muốn đánh nữa đấy. Nhưng mà dù sao thì 30 chưa phải là Tết mà anh em ơi. Đấy, thế nên là cố gắng làm sao anh em cố gắng farm đi, tập trung farm đi. Chúng ta hiện tại thì có rất là nhiều trận đấu lật kèo đã được lật kèo. Với này là thôi, 1-7 rồi. Ước nguyện đừng có fit mạng nữa, khổ quá. Anh em thấy nhìn thấy là giao tranh rất là to. Mình thì khu vực đường kinh công, mình chỉ việc lo là đó là ra đường giữa hỗ trợ việc đết trụ cho mid thôi. Và sau đó lại phải chạy về khu vực đường kinh công để thủ trụ cho Ari, nó đẩy trụ nhanh lắm. Người ta đây là người ta đi gọi là bỏ nhà ra đi, bỏ trụ ra đi đấy. Đấy, thế nên là mình phải làm cái công việc phụ trách đó là đết 2 trụ. Rồi, 1-7 rồi, trời ơi. Thường thường thì đánh vị tướng này mình... Ui, chết rồi, chết chắc rồi. Ok, lăng kiếm nhưng mà chạy nhanh quá. Đùa, anh em thấy chưa? Chỉ trong tích tắc rồi là mình sẽ có mạng thứ hai, nhưng mà cái số của mình nó vẫn chưa được hưởng cái điều đó. Cái số mà số khổ, khổ lắm cơ. Ok, thôi đừng chửi nhau. Ê, có hàng này, mình sẽ cân 2 nha anh em ơi. Một mình vị tướng đỡ đòn cân cả 2, mình sợ cái gì đâu. Rồi một bạn này, kể cả theo nét, trời ơi, chạy đâu. Anh em thấy chưa, theo nét này, chạy đâu. Ui, tầm ui. Xíu nữa thôi là mình bắt được theo nét rồi. Bây giờ nha, mình sẽ cân cả nốt 2 thanh niên này. Sợ cái gì nhở, sợ gì đồng đội đã tới mà. Sợ cái gì nhở, chơi hết này, trâu chưa. Em thấy chưa, trâu dã man. Và đối phương đã bị ui, lật kèo chưa kìa. Một pha combat lật kèo. Trời ơi, để người ta gọi là khá là may mắn. Thật sự rất may mắn luôn. Vừa xong thì mình cứ nghĩ mình chết rồi, tại vì team bạn kéo lên đông quá. Nhưng mà cái chiêu thứ hai thì tương này búp giáp rất là mạnh mà. Chiêu cuối thì hồi nhanh nữa.
Nếu mà anh em mua rồi mà không chơi lại vị tướng này thì anh em hy vọng rằng anh em xem xong clip này có thể mang vào chơi lại. Đó, chủ yếu là vị tướng này anh em thể nên đi hỗ trợ này, đi support, đi đường rồng hỗ trợ vào solo đường kinh công thì tốt. Tốt nhất là solo đường kinh công. Không thì vị tướng này anh em có thể mang đi ram cũng được. Nhưng mà thật ra thì ram nó không được farm. Đấy, cần phải có đồ mà anh em ơi. Tốt nhất là đường kinh công thì anh em có thể tự được farm. Đấy, solo rất là cứng. Thường thường solo đường kinh công cần những vị tướng chống chịu tốt. Đây đây đây, mình thử vào nha anh em ơi. Một mình thử xem là đú được với ba thanh niên team bạn hay không. Thử xem nhá, liều mình chết xem nào. Từ từ, đây đây đây, chơi luôn này. Ok, và sử dụng luôn. Rồi đập này, chiêu cuối này, sấp mặt chưa, chạy hết rồi. Anh em thể nhìn thấy team bạn nhìn thấy mình là chạy hết luôn. Hay là do mình xấu xí quá nhở? Mình cảm thấy mình có xấu xí đâu. Mình ưa gì mà. Thôi 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 thôi, thôi sao, đợi tôi cái nha các bạn ơi. Tiếp tục này, chiêu cuối này. Trời ơi, sấp mặt chưa, thấy chưa anh em thấy không? Khủng, kinh khủng được. Quá khỏe à, nhưng mà hiện tại mình phải trả giá, đó là đường kinh công của mình đã bị đẩy trụ rồi. Không sao, nhưng mà ra hỗ trợ đồng đội lật kèo. Lật kèo, chơi luôn, một mạng nữa, kể cả Ari, mình tanh trụ mà. Solo Ari nha, mình chấp Ari hẳn nửa cây máu anh em nhìn nha. Mình chấp hẳn nửa cây máu, chiêu 2. Đó, tiếp tục hất tung chiêu cuối lại hồi. Tiếp tục sử dụng chiêu cuối, 10 giây hồi chiêu cuối. Trời ơi, Ari đã phải bỏ chạy rồi, và vừa sau anh em thì nhìn thấy mình chỉ có nửa cây máu thôi. Mình đánh nhau Ari một hồi và mình cũng không mất nửa cây máu còn lại. Trời, quá kinh khủng. Một trăm vị tướng đỡ đoàn. Bây giờ mình cảm thấy là trong mùa 7 này, anh em nếu mà muốn leo danh thì tốt nhất là cầm vị tướng này. Nhưng mà dù sao thì anh em cũng phải cố gắng luyện thật là nhiều trong đấu thường nha. Thật ra thì phải luyện thật là kỹ thì mới có thể mang vào đấu danh được. Căn bản là vị tướng này thì bộ kỹ năng đơn giản nên là mình có thể mang vào đấu danh. Mình làm clip nhiều mà không phải nói là mình test đâu. Mình không nói test là mình test cái vị tướng này. Đây là mình chơi trước từ lâu rồi, giới thiệu cũng khá lâu nhưng mà căn bản lâu không chơi lại nên cũng hơi bị ngượng tay, nhưng mà không ngờ nó lại khỏe thế. Không ngờ lại khỏe thế. Rồi, chắc trận đấu này thật sự chỉ cần nuôi bé được vài lét thôi. Vừa sau anh em thấy nhìn thấy là team mình ăn một mạng và chết 7 mạng. Bây giờ thì đã vật lại trận đấu 7 mạng và ăn 7 mạng chết 10 mạng nha. Trong đó mình ăn 7, trong đó mình ăn 4 và hỗ trợ 3. Trong trận đấu này mình sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa nhất có thể, hỗ trợ tuyệt đối nhất có thể cho đồng đội. Dù sao đánh đỡ đoàn thử một lần gánh team xem có thành công hay không. Đó, và anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nha. Đấy là một cái điều giúp mình có thêm động lực tạo được ra nhiều clip hay hơn trong những cái ngày nghỉ của anh em như ở ngày nghỉ hè như thế này. Ok, rồi từ từ nhá. Và ui, chơi gì vậy, khổ quá. Jeffit vào lao như một vị thần, lại lốc ra thôi, lướt ra. Ok, có theo nét này. Ui, chơi hết này, anh em thấy nhìn thấy rất là trâu luôn này. Mình đỡ đoàn cho không, kể cả béo hút tôi đi đấy nha. Bắt mít nó luôn này, bắt mít chạy đâu. Chết luôn rồi. Ok, nhìn này, cho xạ thủ team bạn theo nát đứng đằng sau bắn mình thoải mái. Bật chiêu 2 lên, lại giáp. Tiếp tục chiêu cuối sắp hồi. Đấy, tiếp tục chiêu cuối, đập sấp mặt nó luôn. Chơi nó, Ari đứng lại. Rồi, một tốc biến. Trời ơi, một mạng, cố gắng lên, theo nát kìa. Búp giáp liên tục và chiêu cuối mình lại sắp hồi rồi nha. Chiêu cuối lại hồi rồi, chiêu cuối hồi này thì chiêu cuối. Ui, chạy nhanh quá. Anh em thấy chưa, hất tung. Thôi, không được rồi. Dù sao thì chúng ta sẽ lấy được một trụ và tiếp tục sẽ là cái mạng tiếp theo. Rồi, hay quá. Đây là cần có sự hỗ trợ của đồng đội nữa thì mình có thể hổ báo như thế này. Chứ còn để mà nói một mình gánh team thì khó lắm. Không bao giờ mình có thể một mình gánh được, phải có sự hỗ trợ của đồng đội nữa nha. Đấy, người ta gọi là cùng hợp lòng hợp sức và thì sẽ giành chiến thắng thành công mà. Đấy, một cây làm chẳng nên non đấy. Đấy, anh em chỉ cần hợp sức lại với nhau, kết nối lại với nhau và đoàn kết với nhau thì có thể làm được cái điều kỳ tích trong trận đấu. Đừng có nản làm gì. Đầu game thì nhiều anh em chắc là nhìn cái mạng hạ gục thấy nản lắm. Bây giờ team mình chính thức lật kèo đấy. Ăn kinh công này xong rồi lật kèo này. Hay quá các bạn ơi, kinh công. Rồi, kinh công đây hạ gục nha. Bây giờ nhiệm vụ chính thì đã nuôi được cái vị tướng Violet xanh rồi. Bây giờ chỉ cần bảo kê Violet với Karisi thôi. Hai vị tướng mang nhiều sát thương nhất của toàn đội. Mà Lốc với mình là đỡ đòn rồi. Với Alice, rất là may trong trận đấu này có Alice nữa. Thế nên việc bảo kê đồng đội của mình thì nó cũng nhàn hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ chạy xuống này nhá. Bắt đồ Ari, nhưng mà Ari cơ động lắm, không biết bắt được không. Đấy, bên ngay mà nó lướt mất rồi. Thử xem nào, chị ơi. Em nhớ chị, thôi chị chạy mất rồi, không nhớ em à, chán nhở. Đi qua nhau như người dưng thế này, thật sự rất là buồn, tình cảm của chị em ta giờ đến đây là vụt tắt. Từ từ, hình như là vẫn còn nhớ mình thì phải. Ok, mình sẽ lên thủ luôn trụ đường kinh công nhá. Thật ra thì cần phải đẩy ép lính lên đã. Hiện tại có bộ kinh công nhưng mà cũng phải ép lính lên rồi chúng ta mới có thể combat được. Rồi 507. Trời ơi, bây giờ mới để ý mình ăn mạng ghê quá đi.
Hiện tại thì mình đang hỗ trợ tuyệt đối đồng đội. Tại vì sao? Không phải là nói tương đối mà là tuyệt đối. Đó là ăn 5 mạng hỗ trợ 7 mạng. Đấy là tuyệt đối rồi nha. Team ăn 12 mà. Đây là ra hết khu vực đường giữa đi các bạn. Ra đường giữa. Cẩn thận nha. Bây giờ nói chung thì để cho béo nó mà kéo được một phát thôi là cũng béo như kiểu kéo luôn. Nó kéo vào một phát là ngu người rồi đấy anh em ơi. Có kinh công vào nhàn quá anh em ơi, mất kinh công rồi. Thật sự là có kinh công trả dụ được một pha combat nào cũng trả lấy được cái trụ nào cả. Trời ơi, ăn như kiểu ăn không đấy. Ok, hết hiệu lực của con kinh công rồi. Và trang bị thì bây giờ anh em thấy nhìn thấy là mình đã lên được khá là nhiều rồi nha. Thật sự lên được khá là nhiều trang bị rồi, toàn những trang bị thủ đô có hàng. Ui chạy đâu? Chạy đâu bò lạc? Ui chưa luôn. Thôi không hất tung xịt. Ôi công nhận là anh em cứ cảm thấy là mình đang bị cô đơn mà tự nhiên nhìn thấy gái giữa rừng xem đấy. Kiểu hưng phấn làm sao đây, mình vừa lao vào như một vị thần đấy đấy. Bắn tao đi này. Ui giời ơi. Nhìn này, Kai bắn chả mất máu mấy gì cả rồi. Sao đi chết đấy chưa? Thôi tí nữa thì hấp riêng được gắm luôn. Thấy chưa? Anh em cảm tưởng là sống ở đảo hoang nhiều lâu xong rồi tự nhiên gặp gái phát là đấy sáng hết cả mắt ra. Thôi nha, em đùa đấy, băng trụ thế thôi, trụ bắn rát lắm, trụ bắn xuyên rát mà sát thương chuẩn mà anh em ơi, không chơi được với trụ, đùa với đối phương không đùa được với trụ đâu. Trụ là một cái gì đó là gọi là một cái khỏe sát thương cực kỳ lớn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành, mình sẽ tanh trụ luôn anh em vào nào. Chiều 2 này, búp giáp này. Wow, trâu dã man anh em thấy chưa, mình đỡ đoàn cho. Trời ơi, thôi. Châu đánh lộn chết nhưng mà dù sao thì cũng hỗ trợ đồng đội lấy luôn cái trụ này. Ok, hai đường lính siêu cấp nha. Anh em thấy nhìn thấy cái trụ đường giữa chưa bị nổ à? Cái phá luôn trụ đường giữa đi. Rồi hai đường lính siêu cấp rồi, chúng ta té thôi. À, vẫn còn đánh nhau được, vẫn còn chơi được. Rồi chơi thì chơi luôn. Mình còn trâu mà anh em thấy nhìn chưa? Đấy, ui đừng kéo nha. Ok, ném phát này, hất tung. Tìm người hất tung. Ui không được rồi. Cái tầm hất tung của nó cũng khá ngắn. Thôi chúng ta rút lui thôi. Bây giờ đồng đội hết máu rồi, không tham. Đánh danh mà không được vội. Thật sự danh cao rồi thế nên là bây giờ combat nhiều là chính chứ còn bắt lẻ thì khó lắm. Ok, chúng ta sẽ tiến hành ép luôn lấy cái trụ này nha. Khổ quá, ông nào solo đường rồng mà mãi không lấy được cái trụ này. 13 phút cuộc đời mà không lấy được cái trụ này. Dù sao bây giờ lấy cũng chưa quá muộn. Lấy rồi ép nốt 3 được lấy siêu cấp từ lúc đấy thắng luôn được. Và anh em thấy chưa? Châu không? Team ăn 16 mạng, mình ăn 5 mạng và hỗ trợ 11 gọi là 16 mạng đi. Tuyệt đối rồi còn gì nữa, bộc phá chết luôn, huyền thoại 17 mạng rồi. Quê thoải mái đi châu mà. Đấy, hy vọng rằng thì anh em thấy sức mạnh vì tướng này khỏe và có thể mang vào leo danh nhá. Thật ra thì anh em rất là lười đấu những vị tướng đỡ đoàn, vậy nên là trong clip lần này thì mình cũng làm luôn với những vị tướng đỡ đoàn này để anh em có thể chơi vị tướng đỡ đoàn, chứ không anh em cứ dành những vị tướng xạ thủ rồi sát thủ pháp sư rất là buồn. Tại vì anh em cứ thiên nghĩ về cái những vị tướng gánh team tốt, chơi luôn băng trụ này, kể cả trụ bắn mình luôn, anh em thấy nhìn chưa? Bây giờ chắc là cái kết rồi team bạn rồi. Ok, chắc là trong trận đấu này điểm MVP của mình cao lắm anh em ơi. Tại vì sao? Team ăn 19, hỗ trợ 12, ăn 7, gọi là 19 mạng rồi còn gì nữa. Không có mạng nào của team mà mình không hỗ trợ cả. Không hỗ trợ thì ăn, mà không ăn thì lại hỗ trợ. Đấy. Lâu rồi không đánh búp giáp chiều 2 dày kinh khủng được. Cái này ví dụ mà anh em lên được cái trang bị mới nữa ấy, cái trang bị nham thuẫn nữa thôi, mình cảm thấy là vị tướng này chắc là giết mãi không chết, đánh mãi không chết. Đó, chiếm lấy tôi đi, thôi chúng ta lấy trụ thôi nha. Không nhây nữa. Rồi, ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng anh em sẽ thích và nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video và nhớ đồng hành của mình trong những thời gian tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.